Tim ăn hành review iPhone 13 Pro Max đi. Gì vậy mấy má? Thời đại nào rồi mà còn xài iPhone 13 Pro Max? Đừng có quăng uổng, lên xe Phone S thu cũ đổi mới lên đời. Rồi có trợ giá tốt lắm. Bây giờ người ta xài tới 14 Pro Max rồi. 10 con lận chị ơi. Đâu phải 10 con. Không chỉ 10 con đâu. Cả ngàn con. Ủa ngạc nhiên vậy bé? Chị tưởng nhà giàu mấy cái chuyện này là bình thường. Giàu giàu chứ 10 con cũng hơi nhiều. Hai thùng này bằng tiền học remix của em. Bao nhiêu môn? 24 môn. Chị thôi bỏ học đi. Thấy thùng gì mê không? Ai và tụi mình đang ở trong kho iPhone đầy đủ các loại của iPhone 14 series, từ iPhone 14 thường, iPhone 14 Plus tới iPhone 14 Pro Max, tất cả đều có trong kho hàng ngày hôm nay. Và mọi người biết xung quanh tụi mình hiện tại đang là cái gì không? Rất nhiều tiền. Em không biết là hai chị đã có kinh nghiệm đi kho iPhone rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được có mặt tại một cái chiếc kho iPhone lớn như vậy. Có thể gọi là lớn nhất như Việt Nam rồi đúng không? Trước khi mà em khui mấy cái thùng này thì đối với em nó chỉ là những cái cục màu vàng vàng dán băng keo lại thôi, đâu là gì đâu đúng không? Em biết gì không? Nó giống như mấy cái đồ shop không shop, cái đồ sàn sàn, mấy cái sàn đồ đúng bán rồi đó. Nó giống như là mấy cái hộp hàng mà mấy anh shipper hay quăng lên quăng xuống, quăng đạch đạch đạch. Đúng rồi, Khánh ơi xuống nhận hàng em, anh quăng qua cửa giùm em. Quăng đạch 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 vậy đó. Nhưng cái này mà anh quăng là mình khóc đó bạn ơi. Rồi à, mà hôm nay mình còn có một phi vụ nữa, đó là đâu là chiếc iPhone của S Channel đặt ở trong cái đống này. Tại vì trước đây thì các thành viên S Channel cũng đã đặt cọc để ngày 14 này thì mọi người sẽ lấy iPhone của mình. Nè, kể tên những gương mặt đặt cọc iPhone ra nè. Chúng ta Thanh Hằng Lê nè, Bùi Nam Khánh nè, Nguyễn Đức Huy nè, Tăng Gia Nhi nè, Nguyễn Vũ Hoàng nè, Phạm Lê Duy Anh, Phạm Lê Duy Anh nè. Ê, toàn Gen Z không vậy mấy bạn? Tôi mới phát hiện Gen Z giàu ghê hết, Gen Z làm vì đam mê. Rồi bây giờ khui hả? Khui đi, bây giờ mình khui đi. Khui hết cho em. Khui hết tìm ra đâu là iPhone của mọi người nha. Rồi để coi là Ricky có biết khui thùng iPhone không nha mọi người. Đầu tiên là lấy miếng chống sóc ra. Đúng không nhở? Coi chừng nó rớt. Đúng rồi. Nó nhỏ gọn quá he. Bùm xung lanh nè. Đó. Ui. Wow. Đây mới là cách lột vỏ táo nè. Là mỗi thùng sẽ có 10 con. Đúng rồi, 10 con iPhone 14 Pro Max. Tính ra giá tiền là sẽ cỡ 400 triệu hơn đó. 33 triệu con đi. Sao 33 được Pro Max mà? À Pro Max. Thôi Pro Max đặt xe Phone S giảm nhiều lắm. Đúng à, vậy hả? Ừ, xe Phone S giảm nhiều lắm. Giảm cụ thể sao thì coi lát nữa là tụi mình giới thiệu nha mọi người. Trời ơi. Mọi người có thể thấy nha, đây là cái màn hình của iPhone 14 Pro Max năm nay đó. Đây là cái gì? Dynamic Island đó. Đúng rồi, với những chức năng rất là tuyệt vời nha. Dynamic Island nè, rồi được cập nhật thêm là bộ camera có thể chụp được ảnh raw nữa. Đặc biệt là có chế độ autofocus khi mọi người chụp cam trước. Ngoài ra có thêm action mode để chúng ta quay được có thể là những cái thước phim mà một cái gimbal tự động tích hợp cho cái điện thoại cho mọi người luôn. Nhưng mà nói chung là cái màu hot nhất năm nay sẽ là trên tay tụi mình đây. Là màu tím á mọi người, là cái màu hot nhất. Màu hot nhất là trên tay tụi mình là màu deep purple, là một cái màu tím sẫm nè mọi người, rất là sang. Bản thân mình với Hằng cũng đặt màu đó luôn. Hai bà đặt màu đó hả? Đúng rồi. Nè hai bà cầm về đi. Có đặt rồi mà, mình có đặt rồi. Đúng ngày khai trương khánh thành là tụi em tới đó, là người ta có băng rôn, người ta có rượu mừng, người ta có bong bóng, người ta chào đón em nữa, nên là em phải đợi đúng cái gì. Người ta in hình tụi em còn lên. Cái này là em đột nhập kho, nó cũng không có, nó không có. Cái này đột nhập kho là em sống ảo ở trên YouTube vậy thôi, chứ em mua là em mua cái khác. Mọi người ơi, bây giờ là hãy cùng tụi mình trên tay, tận tay những con iPhone 14 series. Trước mặt tụi mình đây, 1 tỷ đồng tiền iPhone. Tỷ thiệt không? 1 tỷ thiệt, tính đi. Bây giờ là em đếm thầm thầm thôi là có 20 cái Pro Max và thêm 10 em iPhone 14 Plus nữa. Thì ở đây là sẵn tụi mình trưng ra cho mọi người là hai cái điện thoại mà tụi mình thấy là tụi mình ưng nhất trong cái dòng 14 series này. Thật ra em này cũng đẹp đúng không? Đúng rồi, nhưng mà hai em này nổi bật nè, với lại một cái đặc biệt đó là iPhone 14 Pro Max rất nhiều nha. Ồ nãy giờ là thùng đa số là iPhone 14 Pro Max, và theo đúng như rồi. Mà tụi mình biết thì năm nay mọi người đặt nhiều nhất là iPhone 14 Pro Max. Đặt nhiều nhất iPhone 14 Pro Max luôn, sau đó tới 14 Pro. Và ngoài ra có cái em 14 Plus này thì mình cũng ấn tượng một cái là tuy là ra sau nhưng mà Cyberdesk nhập hàng về chung với tất cả 14 series luôn. Có nghĩa là các bạn đến Cyberdesk mua là các bạn sẽ có thể dễ dàng mua được tất cả mọi option mọi người muốn, có liền ngay lập tức. Hàng luôn, có sẵn, màu nào cũng có. Và đặc biệt là hộp iPhone năm nay sẽ toàn bộ là màu trắng hết nha mọi người nha. Đồng nhất Pro Max cũng là màu trắng, hộp iPhone 14 bình thường cũng là màu trắng luôn. Như mọi năm trước thì mình sẽ thấy màu đen đúng nữa rồi. Nhưng mà bây giờ sẽ là màu trắng toàn bộ nha mọi người. Với khác một cái là hộp iPhone năm ngoái là em nhớ là nó sẽ cho mình thấy mặt lưng. Còn năm nay là khoe cho mình cái mặt kính, là em nghĩ là cố tình để highlight cái chức năng Dynamic Island của 14 Pro và 14 Pro Max. Đã cho xem hộp thì phải cho luôn xem điện thoại đúng không mọi người? Thật ra là mọi người đã thấy trên TikTok rất là nhiều những cái em Pro Max 14 rồi. Mà mọi người muốn xem kỹ về những cái đánh giá chi tiết cũng như là trên tay sản phẩm thì mọi người có thể xem trên là S Channel, anh em TV, máy bay vlog gì anh DBD đó. Là nói chung là trên tay mình đây là một em iPhone 14 Pro thôi ha. Thì thật ra là tụi mình nó cũng
không có dám khui mới một cái tại vì sợ là bị công nợ. Nếu mà em chịu thì ok chị khui giùm thơm gì của em của Hằng, tại vì Hằng đặt rồi mắt không Hằng quên rồi Hằng biết Hằng chưa trả tiền chị khui là của Hằng. Và trên tay tụi mình đây là một em 14 Pro mã, đặc biệt là mã VNA nha mọi người. Sẽ, nếu mọi người mua sẽ được mua tại Cellphones và mở bán vào ngày 14 tháng 10. Mọi người nhìn cái màu sắc màu tím này là mọi người đủ hiểu tại sao em điện thoại này lại là gây sốt bữa giờ, đúng không? Cái thích nhất của năm nay đối với em là cụm camera có thể chụp được ảnh RAW lên tới 48 megapixel. Em nào cũng có những cái tính năng rất là độc đáo riêng hết. Nếu mà em 14 Pro Max này thì đúng nghĩa với chữ Pro thì nó có những cái tính năng rất là vượt bậc đẳng cấp. Em 14 Plus này có được mang cái danh là chiếc iPhone có pin trâu nhất của Apple từng sản xuất ra. Nên là mình nghĩ là với bất kỳ cái nhu cầu sử dụng nào thì mọi người đến với CVS mọi người cũng sẽ tìm được những em điện thoại rất rất là tuyệt vời, những điện thoại 14 series ha. Rồi đó, xong rồi đó, bây giờ ai mua thì ghé xem. Cảm ơn các em nha, cầm mỗi đứa một con cắt xe đi về đi. Ủa, thích mê vậy anh? Đến đấy là xong anh nói thiệt nha. Trời ơi, hai con đi, em không lấy thưởng Tết. Một con thôi đi về. Một vài ngày nữa thôi thì mọi người có thể đến Cellphones và đặt mua cho mình một con iPhone 14 series chính hãng đi kèm chương trình thu cũ lên đời trợ giá vô cùng hấp dẫn. Cellphones là chuỗi cửa hàng ủy quyền Apple Việt Nam với hơn 100 cửa hàng khắp cả nước cùng chuỗi 6 trung tâm bảo hành ủy quyền Apple điện thoại vui ASB. Chương trình đặt hàng iPhone 14 với các ưu đãi thu cũ lên đời và các ưu đãi thanh toán của gần 20 ngân hàng ví điện tử tổng tới 8 triệu.